Kính chào bà con cô bác. Hôm nay tôi xin trao đổi với bà con cô bác một vài kỹ thuật về nuôi và chăm sóc rắn ri voi con, cũng như xem quá trình con rắn ri voi con đang ăn mồi. Rắn ri voi con sau khi đẻ ra khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ thì mình bắt ra mình nuôi riêng. Mình có thể nuôi trong khạp, trong thao hoặc trong thùng út. Đổ nước xâm xấp khoảng 1 đến 2 phân rồi mình thả lục bình vô. Lục bình vừa có công dụng làm mát nước, lọc nước và vừa làm chỗ cho con rắn nó trú ngụ. Về thức ăn của rắn ri voi con thì cũng chủ yếu là các loại cá da trơn, loại nhỏ, các loại ếch nhái nhỏ, nhái bầu hoặc là lươn con. Ở đây thì tôi cho ăn là cá trê con. Cụ thể là cá trê này tôi mua ở trại cá giống là 1 kg là khoảng 150 con, giá tiền là khoảng 50 đến 60 ngàn. Và bà con cũng chú ý là mình nuôi bao nhiêu con rắn thì mình thả vô khoảng bấy nhiêu con cá hoặc nhiều hơn 1-2 con thôi. Ở đây là ví dụ như tôi nuôi 6 con rắn ri voi con thì tôi thả vô 6 hoặc 8 con cá trê con. Đừng thả nhiều quá bà con, vì rắn con á, nó ăn một lần có một con cá thôi. Nó ăn no rồi cái nó kiếm chỗ nó nằm rồi nó mới ăn nữa, chứ không phải là nó ăn là liên tục. Do đó khi mà nó no rồi nó nằm một chỗ đó để tiêu hóa thì gặp con cá đi ngang thì nó táp con cá chơi vậy thôi, rồi cái con cá chết chứ nó không có nuốt, nó sẽ làm dơ nước và nó làm hao cái nguồn thức ăn cá của mình. Rồi khi đổ cá vô cho rắn ăn á, thì mình ráng ngồi mình canh chừng khoảng 15 đến 20 phút hoặc có khi cỡ nửa tiếng, là tại vì á, khi nó đói á, nó sẽ táp con cá rồi nó nuốt. Nhưng mà cái con rắn kế bên nó cũng đói nữa, nó sẽ táp vào cái phần đuôi, thì vô tình là hai con táp chung một con cá, một con ngậm phần đầu, một con ngậm phần đuôi. Không con nào sẽ buông tha con nào đâu, nó sẽ tự nuốt vô thì nó nuốt tới giáp với nhau, rồi nó không tha nhau thì nó ngộp thở rồi nó chết, hai con rắn á. Do đó khi mà mình canh là mình thấy là nếu mà nó táp chung một con mồi như vậy đó thì mình sử dụng một cây kéo, mình mới nhấp ngay cái đoạn giữa của con cá để cho con nào nó tha bên đầu nấy, thì như vậy là nó sẽ tránh cái trường hợp là nó nuốt tới đụng nhau rồi nó chết. Còn nếu mà khi không có cắt được á, thì bà con nhẹ nhàng bắt hai con rắn lên rồi bấm đuôi một con, bấm nhẹ thôi thì nó sẽ buông ra thôi, nó đau nó buông ra thôi. Nhớ là đừng có nắm mạnh quá rồi giật mạnh quá thì nó sẽ gãy răng con rắn nha. Rắn ri voi này nó gãy răng thì nó sẽ mọc lại, nhưng mà để mọc lại được là cũng cả tháng trời. Như vậy thì nó sẽ không ăn được, nó đau rồi nó nằm rồi nó ốm, ảnh hưởng đến sự phát triển của con rắn. Về nguồn nước nuôi rắn thì tôi xin nhắc lại là mình sử dụng nước mưa hoặc là nước sông hoặc nước giếng, nước khoan cây nước. Nước ở nhà máy nước thì cũng được, nhưng mà quý vị hãy là để lắng 1-2 ngày cho nó bay bớt cái mùi cờ lo đi. Vì có cái mùi cờ lo đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển và quá trình sinh sản sau này của con rắn. Rắn ri voi con á, khi nó ăn xong thì nó mau tiêu hóa lắm. Do đó là khoảng 2 ngày mình nên thay nước một lần để cho đảm bảo cái nguồn nước nó sạch, con rắn nó không bị bệnh. Rắn thì cũng vẫn là có cái bệnh là đường ruột, bệnh nổi đèn ở miệng và bệnh ghẻ. Những chứng bệnh đó làm cho con rắn nó không ăn rồi nó nằm một chỗ, nó ốm từ từ rồi nó chết. Rắn ri voi con thì sẽ mau lớn hơn rắn ri voi trưởng thành. Do đó là khoảng 7 đến 10 ngày là nó lột da một lần rồi bà con. Mình cũng chú ý là khi nó lột da đó thì mình lấy bộ da ra, đừng để nó nằm trong nước lâu quá, nó cũng rã rã rồi nó ô nhiễm nguồn nước. Rồi khi mình nuôi á, khoảng 20 ngày đến 1 tháng thì mình coi cái con nào nó phát triển mau, nhanh thì mình bắt ra mình nuôi riêng. Đừng để nuôi chung mà nó ép nó ăn nhiều hơn cái những cái con rắn còn lại, rồi những con rắn còn lại nó bị đẹp. Những con rắn mà bà con đang xem trên clip này á, là của tôi nuôi hổm rày cũng được hơn 20 ngày rồi. Con rắn của tôi nhỏ, nó đẻ ra được có 6 con rắn con thôi. Rồi tôi bỏ vô thùng mốt tôi chăm sóc hổm rày như là tôi trao đổi với bà con nãy giờ đó. Thì hiện nay thì cái độ to nó bằng ngón tay cái.
Nhờ chăm sóc thường xuyên và đều đặn theo dõi liên tục nên là những con rắn của tôi nó lớn cũng đồng đều, không có tình trạng con to, con bự, con nhỏ vượt trội. Bởi vậy bây giờ thì nó bằng tay cái rồi, thì có thể khoảng 2 tuần đến 3 tuần nữa thì sẽ có con vượt trội thôi. Tất nhiên trong bầy là phải có con, nó sẽ ăn rất nhiều và nó lớn, lớn nhanh lắm. Đó, cái con rắn mà nãy giờ mình đang xem nó ăn mồi đó, đó bây giờ nó ăn xong rồi nó đi kiếm chỗ nó nằm đó. Nó nằm để nó tiêu hóa thức ăn. Rồi khi tiêu hóa xong rồi nó mới lại tìm nguồn thức ăn khác. Do đó cần nhắc lại là mình nuôi bao nhiêu con rắn thì mình thả vô bao nhiêu con cá con thôi. Đừng thả nhiều mà nó sẽ hao mồi nha bà con. Nãy giờ thì cũng đã trao đổi với bà con khá dài về cái kỹ thuật nuôi và chăm sóc rắn đi voi con rồi ha. Thấy cũng dễ dàng ha. Bà con mình muốn nuôi chơi thì tìm mua 50 con gì đó về thả vô lu, vô khạp, vô thùng mút, nuôi chơi rồi chăm sóc. Còn nếu bà con muốn khởi nghiệp bằng rắn đi voi thì phải tính toán kỹ lại, tìm hiểu kỹ hơn lợi ích kinh tế cũng như là đầu ra. Chúc bà con thành công nha. Xin tạm biệt bà con và hẹn gặp lại nhé.